Ngày 15 tháng 8, bác sĩ Trương Minh Kiển, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau cho biết đã báo cáo Sở Y tế tỉnh Cà Mau về vụ chặt chém tiền xe cứu thương. Theo đó, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 4 tháng 8, con trai của chị H 34 tuổi và anh G 35 tuổi, ngụ khóm 2, phường Tân Thành, thành phố Cà Mau, nhập viện tại khoa sơ sinh của Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau trong tình trạng tím, thở có lõm ngực nặng, được đặt nội khí quản thở máy. Đến 9 giờ ngày 5 tháng 8, anh G xin chuyển viện lên Bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh bằng phương tiện tự túc, chỉ xin giấy chuyển viện theo yêu cầu. Đến 15 giờ ngày 5 tháng 8, bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1. Do tình trạng quá nặng, ngày 8 tháng 8, đứa bé qua đời. Về thông tin cha bé được một bác sĩ của bệnh viện giới thiệu số điện thoại của một người phụ nữ điều xe cấp cứu từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Cà Mau chuyển viện, bác sĩ Trương Minh Kiển khẳng định không có sự việc như đã nêu. Qua xác minh, tất cả nhân viên khoa sơ sinh không tư vấn chuyển viện, đồng thời không liên hệ hay cho số điện thoại của xe cấp cứu chuyển viện từ bên ngoài. Bởi từ lâu, bệnh viện đã có quy định nghiêm cấm nhân viên liên hệ với dịch vụ xe cấp cứu từ bên ngoài để vận chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Theo thông tin, trước đó anh G muốn đưa con lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để điều trị và được bác sĩ cho số điện thoại liên hệ xe cấp cứu. Một người phụ nữ tên H báo giá 16 triệu đồng cho chuyến xe đưa bé từ Cà Mau lên Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ngày 15 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can tạm giam đối với tài xế Đinh Tiến Bình, 36 tuổi, trú tại thị trấn Nhân Hòa, huyện Chư Bư, tỉnh Gia Lai để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo đó, tài xế Bình được xác định điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 81H02760 vượt khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, thiếu chú ý quan sát, dẫn đến tông trực tiếp vào đuôi xe ô tô chở thành viên câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và tiếp tục tông lần hai vào bên trái xe ô tô bên làn đường ngược lại, gây tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong. Như tin đã đưa, trước đó vào khoảng 14 giờ 40 phút ngày 12 tháng 8, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Ea Hà Trú, huyện Chư Bư, xảy ra vụ tai nạn khiến 3 thành viên câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tử vong. Ngày 15 tháng 8, bà Trần Thị Cẩm Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cho biết, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 14 tháng 8, người dân trên địa bàn cho hay có một em bé bị bỏ rơi, mặc áo thun trắng, sát nách, quần đùi màu xanh, tay phải của bé có đeo một lắc bạc, tay trái đeo một vòng tròn bằng lụa dâu tằm. Đồ dùng của bé gồm giỏ quần áo, một hộp sữa bột, hai bình sữa pha sẵn, một bình nước uống. Cũng trong ngày 15 tháng 8, Ủy ban Nhân dân phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước cho biết khoảng 10 giờ 30 phút ngày 14 tháng 8, người dân phát hiện một bé trai cân nặng 2,8kg bị bỏ rơi trước quán nước giải khát trên đường Sư Vạn Hạnh thuộc tổ 3 ấp Sở Nhì, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long. Lúc phát hiện, cháu bé còn nguyên trốn, được bỏ trong giỏ. Liên quan vụ hai nam thanh niên dùng nón bảo hiểm đánh thành viên SOS dầu dây. Chiều 15 tháng 8, ông Mai Văn Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết đã nắm được thông tin về vụ việc xảy ra vào sáng 14 tháng 8 trên địa bàn thị trấn Dầu Giây. Theo Mai Văn Hiền, Ủy ban Nhân dân huyện Thống Nhất đã chỉ đạo công an huyện tiến hành điều tra, làm rõ xử lý theo quy định. Nạn nhân là ông Tê phải nhập viện để kiểm tra vết thương ở vùng đầu. Đến nay, các vết thương vẫn còn đau. Sau khi trích xuất camera, ông Tê cùng người thân đã truy tìm tung tích chiếc xe của hai kẻ hành hung ông Tê và phát hiện chủ xe cũng là một người tên Tê ở phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay Tê đã chuyển sang địa chỉ mới ở phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nhận thông tin, công an thị trấn Dầu Giây đã đến phường Đông Hưng Thuận phối hợp làm việc với chủ xe mô tô. Trước đó, ngày 14 tháng 8, nhận cuộc gọi nhờ vá xe, ông Tê và một thành viên khác của đội SOS đến bơm kiểm tra phát hiện có một cây sắt ghim vào vỏ. Ông Tê sợ rút ra không vá được nên nói hai nam thanh niên bơm rồi chạy về tìm tiệm vá ép nhiệt để rút cây sắt ra. Sau đó hai nam thanh niên tiếp tục quay lại nhờ vá thì bị khước từ nên đã dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu mặt ông Tê. Chiều 15 tháng 8, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về thăm dò khai thác tài nguyên, đưa nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, in phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại công ty Trung Hậu 68 và các đơn vị có liên quan, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét với 18 đối tượng có liên quan. Theo đó, sau thời gian điều tra xác minh làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác,
kinh doanh cát của công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu tổng 68 tại mỏ cát trên địa bàn xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Xác định công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu tổng 68 có trụ sở tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh do Lê Quang Bình là chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cấp phép khai thác tổng khối lượng hơn 1,5 triệu mét khối cát để cung cấp cho các công trình. Lợi dụng giấy phép khai thác khoáng sản được cấp, Lê Quang Bình đã chỉ đạo nhân viên và thuê các đối tượng liên quan tổ chức khai thác, bước đầu xác định là hơn 4,7 triệu mét khối cát, vượt trữ lượng được cấp phép trên 3,2 triệu mét khối, có trị giá tạm tính khoảng 253 tỷ đồng, bỏ ngoài sổ sách không khai báo và nộp nghĩa vụ tài chính đối với số cát khai thác vượt giấy phép. Để tiêu thụ số cát khai thác trái phép, thu lợi bất chính, Lê Quang Bình cùng đồng phạm dùng thủ đoạn thông qua các công ty trung gian do mình thành lập, quản lý mua hóa đơn đầu vào khống, hợp thức nguồn gốc cát. Số tiền thu được Bình sử dụng chi cho một số cán bộ cơ quan chức năng, trong đó có chi cho Nguyễn Vị Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của Lê Quang Bình, Nguyễn Vị Trí và các cá nhân có liên quan, ngày 10 và ngày 14 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét với 18 đối tượng. Sáng 15 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử Phạm Thị Hằng, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thanh Hóa và 11 bị cáo về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, năm 2020, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện hai gói thầu mua đồ dùng dạy học lớp 1 chương trình sách giáo khoa mới từ năm 2020-2021 cho các trường trên địa bàn tỉnh, tổng giá trị hơn 119 tỷ đồng. Lê Thế Sơn, Giám đốc Công ty Sách Thanh Hóa đã đến gặp Phạm Thị Hằng, mong được tạo điều kiện để trúng hai gói thầu, lần lượt gói thầu số 1 cho đến gói thầu số 2. Tuy nhiên, do gói thầu số 2 có giá trị lớn gần 87 tỷ đồng, công ty sách Thanh Hóa không đủ năng lực để tham gia. Vì vậy, Lê Thế Sơn đã chủ động liên hệ với công ty Hoàng Đạo, công ty Khang An, công ty Nam Hoa và công ty Long Thành đề nghị cùng tham gia liên danh đấu thầu với tên gọi liên danh Thanh Hà Thanh Hóa. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định quá trình tổ chức triển khai thực hiện hai gói thầu, Phạm Thị Hằng và 11 bị can khác đã có hành vi thông thầu, không đảm bảo công bằng minh bạch, tiết lộ tiếp nhận những tài liệu thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu, gây thiệt hại ngân sách nhà nước 20,8 tỷ đồng. Chiều 15 tháng 8, Đại tá Nguyễn Minh Thông, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Kiên Giang, ký thông cáo báo chí về clip đăng trên mạng xã hội hình ảnh công an đang làm nhiệm vụ ngày 13 tháng 8 năm 2023 trên đoạn đường 3 tháng 2, thành phố Rạch Giá. Trước đó, vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 13 tháng 8, nhận tin báo về việc có khoảng 150 đến 200 thanh niên tụ tập ăn nhậu đêm khuya, gây ồn ào huyên náo, làm mất an ninh trật tự ở khu dân cư tại quán Thèm Food Garden, địa chỉ A760, đường 3 tháng 2, phường Vĩnh Bảo. Công an thành phố Rạch Giá và Công an phường Vĩnh Bảo đã tổ chức kiểm tra xử lý quán về hành vi kinh doanh quá giờ quy định, gây mất an ninh trật tự trong khu dân cư. Trong lúc các lực lượng đang phối hợp làm nhiệm vụ, ông Đặng Tuấn Anh, 39 tuổi, là nhân viên quản lý của quán, đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân, phát clip trực tiếp thời lượng 4 phút 9 giây, ghi lại hình ảnh hai xe ô tô tải, cảnh sát tuần tra và lực lượng cảnh sát giao thông trật tự đang phối hợp thực hiện nhiệm vụ, với dòng trạng thái, chuyện lạ của quán tôi chưa từng thấy bao giờ, tạo dư luận xấu, nhiều cá nhân đã chia sẻ và bình luận. Công an thành phố Rạch Giá đã làm việc với ông Tuấn Anh và ông Tuấn Anh thừa nhận vi phạm, tự nguyện tháo gỡ đoạn clip vào lúc 12 giờ 5 phút ngày 14 tháng 8, đồng thời cam kết không tái phạm.